Và xin hoa chào mừng tất cả các bạn, chúng ta cùng đến với sân bóng đá cá sấu Hoa Càng hôm nay để chứng kiến xem trận thi đấu của các cầu thủ Chất Lợi FC và các cầu thủ FC Vân. Trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ đó là giải bóng đá trên cấp hội đồng hương Phú Cát tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Ngay lúc này thì cả hai đội bóng cũng đang chuẩn bị để bước đến trận thi đấu bán kết ở trong buổi tối ngày hôm nay. Đường truyền đã được ngăn chặn bởi người đội trưởng bên phía các cầu thủ FC Hoàn, đó là vị trí của Duy Thân. Vẫn không có tình cầu của trọng tài ở tình huống mà các cầu thủ chúng ta họ đã không phạm lỗi. Tình huống phản công dành cho các cầu thủ FC Chất Lợi. Dường như người đội trưởng bên phía các cầu thủ FC Quan ở vị trí của Dương Thanh thì anh lại đang thể hiện cho thấy được những kinh nghiệm của mình cũng như là những tình huống ngăn chặn kịp thời. Ngay tại hai kênh sóng livestream đó là fanpage bóng đá phủ miền Tây và fanpage bóng đá Underground cũng như là fanpage của Media 68, các bạn hoàn toàn thể xem trận đấu này với đánh giá phân tích ở trên những kênh sóng livestream ở trên không vào. Đó là tình huống ra chân dứt điểm của cầu thủ mang áo số 5 Quốc Trung bên phía các cầu thủ Chất Lợi. Một tình huống mà họ đã uy hiếp được công thành của các cầu thủ FC One. Từ đầu khoảng thời gian cho đến thời điểm hiện tại thì đó mới chính là pha bóng nguy hiểm đầu tiên mà chúng ta được xem. Thật sự mà nói thì cả hai đội bóng họ cũng là cầu thủ rất có kinh nghiệm thi đấu ở mặt sân 7 người. Ngay lúc này sẽ là quả đá phạt góc đến từ phía các cầu thủ FC One và chúng ta cùng cho xem tình huống mở bóng vào trong. Đánh đầu vẫn chưa có tình huống đánh đầu tốt nhất đến từ phía các cầu thủ FC One. Ngay lúc này sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ FC Quan. Đã có tình huống cắt quả bóng kịp thời đến từ cầu thủ mang áo số 14 bên phía Chất Lợi, đó là vị trí của Quốc Chí. Tình huống bật nhã khá nhanh, vẫn còn cắt lên, không vào. Quả đầu tiên chúng ta cảm giác tưởng chừng như ở trong pha bóng vừa rồi, các cầu thủ bên phía đội bóng FC Quan họ đã không thể thực hiện được một tình huống nguy hiểm. Nhưng người đội trưởng Tiêu Thân đã có một tình huống căng bóng hợp lý dành cho người đồng đội ở phía trong, nhưng đáng tiếc ở tình huống chạm bóng cuối cùng thì cầu thủ FC Quan lại không thể đưa quả bóng vượt qua được thủ thành bắc chính của đội bóng Chất Lợi. Những mũi khoan đến từ hai dọc hành lang ở vị trí của Dương Thanh hay là cả cầu thủ mang áo số 39, tình huống để mất bóng khá nguy hiểm. Cơ hội phản công dành cho cầu thủ Chất Lợi, cơ hội vẫn chưa thể dứt điểm, quá đáng tiếc ở trong pha bóng vừa rồi. Nhưng ngay lúc này thì quả bóng lại quay trở về với cầu thủ Chất Lợi FC, không vào. Đó là nỗ lực dứt điểm của Văn Hiếu, nhưng dường như thì quả bóng vẫn còn hơi hình đối với thủ thành Công Tính. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Trước đó là một tình huống thoát xuống rất nhanh đến từ phía các cầu thủ Chất Lợi, một khoảng trống ở phía trước đang là các cầu thủ FC Quan. Căng ngang, không vào. Tình huống mở bóng vào trong vẫn chưa thành công đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 11. Nhưng những gì mà các cầu thủ họ lại đang thể hiện ở trong khoảng thời gian vừa qua thật sự mang đến khá nhiều những sự bất ngờ. Thật sự là một trận đấu được đánh giá rất cao. Cơ hội quay trở về với cầu thủ FC Quan. Quá tuyệt vời. Trận đấu trước điểm quay của cầu thủ mang áo số 20, đó là vị trí của Quang Khanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống dứt điểm mà chúng ta vẫn không thể nghĩ đến. Đó lại là một bàn thắng, một quả xà, một quả đá có thể đánh giá được là một siêu phẩm ở trong trận thi đấu bán kết ở trong buổi tối ngày hôm nay. Quan sát cực kỳ chuẩn xác để có thể tạo ra được những tình huống mở bóng hợp lý dành cho những người đồng đội ở phía trên. Trong khi đó thì Chất Lợi FC họ lại đang có một lối chơi khá mỹ miều, đó là lối chơi phòng ngự phá công. Tiếp là một tình huống đưa bóng vào trong, như lần này thì thủ thành bên phía các cầu thủ FC Quan truyền lại không thành công của cầu thủ thi đấu ở trung phong, cầu thủ mang áo số 7 đang là cầu thủ Chất Lợi FC. Cơ hội lại quay trở về với cầu thủ không vào. Và chúng ta cùng chờ xem cầu thủ FC Quan họ sẽ làm gì ở trong khoảng thời gian tiếp theo. Rồi có thể đó là tình huống mở bóng vào trong. Hai không giờ cho cầu thủ FC Quan. Quá tuyệt vời. Đó là bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7 ở vị trí của Cao Nhất Vũ. Chúng ta cùng xem lại tình huống dàn xếp vừa rồi. Tôi không còn lời nào để có thể diễn tả được một tình huống hay đến như vậy mà các cầu thủ FC Quan họ vẫn có thể tạo ra trong khoảng thời gian tích tắc. Hữu Nghĩa thì lại đang có những nỗ lực để có thể bắn phá từ những vị trí tương đối, tạo ra những tình huống nổ súng.
đây là cơ hội phản công cho Joshua Quân. Quả đá penalty dành cho các cầu thủ FC Quan. Trọng tài cũng đã rất quyết đoán rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 20 ở vị trí của Khánh Long, chân lợi FC. Vì vậy mà ngay lúc này các cầu thủ FC Quan họ sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Không vào. Quả đá rất căng của Quang Khâm như thủ thành bên phía các cầu thủ chân lợi. Đó là các cầu thủ FC Quan tận đủ căng bóng vào trong, nhưng đáng tiếc là Dương Thành đã không thể thực hiện tình huống chính xác đệm bóng của mình. Vẫn đang là cầu thủ FC Quan, cơ hội ở phía trước, cầu vào. Ngay lúc này thì chấn lợi FC dường như họ lại đang thi đấu một cách chậm rãi hơn và cũng đang củng cố lại đội hình và tìm ra được những đột phá hợp lý sớm hơn. Trong khi đó thì cầu thủ FC Quan họ lại liên tiếp tấn công, cầu vào. Chúng ta có thể quan sát được ở trên màn ảnh thì cho đến thời điểm hiện tại, sự phân bổ mà các cầu thủ FC Quan họ tạo ra dường như đang khóa chặt đi hết những mũi tấn công chính đến từ phía các cầu thủ chánh lợi. Đây là cơ hội phản công dành cho FC Quan. 3-0. Đó là bàn thắng của Quang Khanh. Một tình huống phối hợp khá hay đến từ phía các cầu thủ FC Quan để nâng tỷ số lên thành 3-0 dành cho các cầu thủ FC Quan. Ở một tình huống mà Quang Khâm đã nhận đường truyền đến từ người đồng đội mang áo số 13 Lê Anh Vũ. Người đồng đội thi đấu ở dọc hành lang cánh phải. Sau đó là một tình huống đệm bóng hoàn toàn hợp lý để nâng tỷ số lên thành 3-0 dành cho các cầu thủ FC Quan. Một trận đấu được so sánh khá công bằng khi mà chánh lợi họ lại đang có những phương án để thi đấu. Công bằng, công bằng. Quá đáng tiếc. Bên phía đội bóng áo hồng thì họ cũng đang rất cần một bàn thắng để có thể chứng lại tâm lý thi đấu của những người cầu thủ bên cầu vào. Và trong khoảng thời gian hiệp 1, trước những phương án mà các cầu thủ FC Quan họ đưa ra, đó là thi đấu dọc hai hành lang, sau đó là đưa quả bóng hướng về vị trí trung lộ. Tiếp tục là một quả đá cầu vào. Quá tuyệt vời. Phương án khá hợp lý mà họ đưa ra. Đánh vào những sự mất cảnh giác của hàng phòng ngự cao thủ chân lợi và tiếp tục vào vị trí của số 20. Nhưng sau tình huống vừa rồi thì thủ thành bên phía đội bóng chân lợi, vị trí của thủ thành Văn Nghĩa cũng đã bị đau. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi của thủ mang áo số 20. Đó là vị trí của Quang Khâm. Tỷ số hiện tại đã là 4-0 dành cho các cầu thủ FC Quan. Họ có khá nhiều những tình huống phối hợp tấn công hay, nhưng dường như hàng phòng ngự của họ thì đang rất cần những sự thay đổi mới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 dành cho các cầu thủ chất lợi FC. Đó là cầu thủ mang áo số 21. Hiện tại ở trong danh sách đăng ký thi đấu của các cầu thủ chất lợi vẫn chưa có tên của cầu thủ này. Chúng ta cùng xem lại Đức Đích Thị. Đó là một tình huống nổ súng đến từ số 21. Một quả đá rất căng bằng chân trái. Thật sự là một trận đấu vô cùng cống hiến. Sẽ được gửi lời cảm ơn đến cả hai đội bóng. Nếu xét về mặt chuyên môn, đây là một trận đấu được đánh giá rất cao. Tình huống đưa bóng vào trong của cầu thủ chân lợi, cầu vào. Cầu chuyền khai, cơ hội dành về ở phía trước dành cho cầu thủ chân lợi, cơ hội dứt điểm đi, cầu vào. Họ đang tung ra những nỗ lực hết mình. Cách biệt hiện tại chỉ còn lại là 3 bàn thắng mà thôi. Khoảng thời gian ở phía trước vẫn còn nửa hiệp đấu dành cho các cầu thủ chân lợi. Và còn cầu vào. Cầu bóng hướng về chân của cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Tấn. Cơ hội thoát xuống ở phía trước và còn 5-1 dành cho FC Quan. Lần này là cầu thủ mang áo số 13 Lê Anh Vũ. Lê Anh Vũ cũng đã có một tình huống di chuyển cực kỳ khôn ngoan và đón được đường truyền của người đồng đội. Sau đó là một tình huống dứt điểm vào góc cao của thành. Chất lợi thì họ lại đang rất cần
rất cần những tình huống họ có thể phối hợp một cách nhuần nhuyễn hơn để có thể hoàn thủ được hàng phòng ngự của cao thủ FC One. Đánh đầu combo tình huống căng bóng khá hay đến từ người đội trưởng Dương Thành, sau đó là tình huống đánh đầu đến từ vị trí của số 11 Nguyên Tính. Đáng tiếc là quả bóng đã đi vào xà ngang. Ở một tình huống mà chúng ta chỉ thoạt nhìn cũng có thể đoán được những ý đồ mà các cầu thủ FC Quan đã đưa ra trong phương án vừa rồi. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của trận đấu. Dường như các cầu thủ FC Quan thì họ lại đang tận dụng khá nhiều khi mà hàng phòng ngự của Chất Lợi họ lại đang khá lơ đãng. Combo họ tổ chức một cách vô cùng kín kẽ. Tiếp tục có bàn thắng dành cho các cầu thủ FC Quan. Đây là vị trí của số 20 Quang Khanh. Tỷ số đã là 6-1. Đó là vị trí của Quang Khanh thì anh cũng đã có một cú blocker trong trận đấu ngày hôm nay. Đã là 4 bàn thắng được ghi do công của cầu thủ mang áo số 20. Về mặt tỷ số thì họ đang gặp bất lợi, nhưng đối với tinh thần thi đấu thì các cầu thủ Chất Lợi thực sự họ là những chiến binh. Combo đó là tình huống căng ngang. Trời ơi, đáng tiếc là quả bóng lại đi đúng ngay ở vị trí của Để lúc này sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Chất Lợi FC. Quả bóng đó là cầu thủ mang áo số 8. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 26 dành cho Chất Lợi FC. Đó là tình huống đá của cầu thủ mang áo số 8 Thủ Nghĩa. Sau đó là quả bóng đã chạm vào các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng FC Quan, sau đó đổi hướng đi vào lưới của thủ thành Công Tính để có thể đẩy bóng ra xa khỏi khu vực nguy hiểm của mình. Ngay lúc này sẽ là quả đá biên dành cho các cầu thủ Chất Lợi. Đang có những sự tranh chấp quyết liệt, không có tiếng còi của trọng tài. Và công! Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-6. Lần này là bàn thắng của cầu thủ mang áo số 17 ở vị trí của Văn Vũ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-6. Tiếp tục là một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ Chất Lợi. Và công! Come on! Cổ động viên đang xem trực tiếp trận đấu này ngay tại những kênh sóng livestream của chúng tôi. Cơ hội để quay trở về với các cầu thủ Chất Lợi. Vẫn còn cơ hội dứt điểm đi. Khá đáng tiếc tình huống dứt điểm của cầu thủ mang áo số 4 cũng đã. Ngay lúc này thì trọng tài cũng đã cất còi kết thúc trận đấu này. Như vậy thì chiến thắng đã thuộc về phía các cầu thủ FC Quan. Chúc mừng đội bóng FC Quan khi mà họ đã dẹp thắng lợi trong trận đấu bán kết ngày hôm nay.